Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Mấy hôm nay thì tình hình dịch bệnh ở bên Nhật khá là căng nên em cũng ít đi quay video hàng audio ở quán cho quý vị anh chị cô chú cùng xem được. Để cái lịch trình làm việc là luân phiên ca ngày ca đêm nên là cũng thời gian nó cũng không được được thuận lợi lắm. Vì vậy nên là em cũng ít video hơn. Tuy nhiên thì em vẫn nhận hàng các mặt hàng audio điện tử đồng hồ thuốc thang gửi về Việt Nam cho tất cả quý vị anh chị cô chú. Tuy nhiên em không không đăng hết lên video được. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị cô chú hai mẫu đồng hồ, một cái của Orient và một cái của Casio Edifice. Thì em cũng nhận đồng hồ nhiều gửi về cho khách thường xuyên. Tuy nhiên thì thường thường em đặt ở trên trên web của nhà sản xuất, nhà nhà bán hàng, em đặt thẳng đến kho và về Việt Nam luôn, thì nó rất là nhanh, tầm 1 tuần là về rồi. Tuy nhiên thì có một vài khách đặt cả thuốc. Đó là có một anh ở trong Hồ Chí Minh, anh Thắng, anh đặt thuốc cùng với đồng hồ. Anh này là một khách quen của em và anh ấy có kinh doanh các sản phẩm về cậu tự hành, bãi Nhật Hàn. Nếu quý vị nào có nhu cầu làm liên quan đến cần cậu tự hành, không tự hành thì em sẽ giới thiệu cho anh Thắng. Cho anh ấy rất nhiều hàng, hàng bãi, hàng Nhật Hàn về liên tục. Thì anh ấy có tin tưởng em và order của em rất nhiều hàng rồi, nhất là thuốc, các khoản thuốc chống đột quỵ hoặc là các cái khoản thuốc khác em có mua và gửi về, như như các cái khoản thuốc Natto chống đột quỵ này, thì date đến tận 2023 nha quý vị nha. Nên là quý vị nếu có nhu cầu mua thuốc, các khoản thuốc xương khớp, thuốc chống đột quỵ, thuốc bổ sung cho người già, cho trẻ con thì em đều có hết nha quý vị nhé. Canxi rồi rồi bổ máu các thứ em đều có hết. Đây thì đây cũng là một anh khác cũng tin tưởng chuyển tiền luôn. Rồi em mua một con sản phẩm của Orient, hàng lộ tim cơ rất đẹp. Đây. Thì đây là một sản phẩm, tí em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho quý vị anh chị cô chú cùng xem. Còn đây là một cái của Casio, đây là em mua cho một anh khách cũng chuyên mua hàng audio của bên em. Đấy thì anh Kiên Thái Bình cũng là một khách sộp của em và là khách, có thể nói anh Kiên là khách đầu tiên mà tin tưởng em mua hàng từ Nhật này về. Và đôi bò là bầu 2 in 1 là anh Kiên là người đầu tiên mua hàng của em từ Nhật về. Rất là chân thành cảm ơn anh Kiên qua video này lần nữa. Một xin chân thành cảm ơn anh Kiên một lần nữa. Đã là người tin tưởng tạo cầu nối cho em để có thể có cơ hội để mua những cái mặt hàng từ chuẩn Nhật Bản gửi về cho quý vị anh chị cô chú ở Việt Nam có điều kiện chơi nhưng mà có điều kiện để dùng sử dụng những mặt hàng tốt. Nên sau đây em xin giới thiệu các cái liên hệ với em qua Zalo. Thì em ở sống Nhật Bản thì cái số Zalo của em là đầu số cộng 81 cho quý vị nhé. Cộng 81 và 080 6817 3970. Quý vị tìm Zalo thì nhớ đánh vào số cộng 81 của Nhật Bản, chứ quý vị tìm cộng 84 của Việt Nam thì nó không ra được. Đấy thì còn thanh toán và đặt cọc các thứ thì qua số tài khoản của em ở Việt Nam, đúng tên của Phú thì quý vị thanh toán, còn nếu không không đúng tên của Phú thì quý vị đừng thanh toán, vì em có cả số tài khoản Agribank cả Vietcombank nên là rất là tiện để cho quý vị có thể thanh toán từ Việt Nam. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng các sản phẩm. Đây đầu tiên là cái sản phẩm Orient này nha quý vị nhé. Đây là một cái sản phẩm Orient MA63, thì em có đăng ở trên cái trang fanpage của Viết Phú order hàng Nhật, thì có rất nhiều mã đồng hồ quý vị có thể lựa chọn thêm ở trên đấy. Em sẽ để link ở dưới phần mô tả của video. Và đây là một cái sản phẩm ở ngoài cái hộp thì đã ghi luôn là sản phẩm Made in Japan rồi. Ở đây nó có ghi luôn là Nihon chế, Nihon C nghĩa là Nhật Bản chế, sản phẩm Nhật Bản. Đấy. Đấy. Thì cái hộp nó trải dài, cái đồng hồ này rất là đẹp. Đây thì sản phẩm có quay ra lộ tim gan, có kích thước mặt đường kính của mặt là 30 40,5 mm nha quý vị nhé, 40,5. Em thử ấm thêm thử tay của em, tay của em thì không được to lắm, tay nhỏ gấp lên này 40 này là vậy là vừa đẹp đấy, còn nếu mà to hơn nữa thì nó không 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 được cân đối lắm.
này là em thấy là vừa xinh. Đây là phòng của Orient nha quý vị nha. Đây thì Orient Seco Epson, nó là cùng một cái tập đoàn hết. Đây có Seco Seco Epson Corporation, vì thế nên đồng hồ Seco hay đồng hồ Orient thì cũng là của một nhà này cả thôi. Thì nó ví dụ như là nó chia ra nhiều cái công ty nhưng mà nó cùng có một tập đoàn to ấy. Đấy, Seco Epson Corporation là sản xuất hàng Orient nha quý vị nha. Đây thì là gió có giấy bảo hành này. Bảo hành này là thì chỉ là được sử dụng ở Only in Japan thôi, nghĩa là sử dụng ở trên nội địa Nhật thôi, một năm. Còn ra ngoài nội địa thì người ta không có bảo hành, không có chi nhánh văn phòng áp dụng cho cái mã này. Mã này là mã của nội địa. Đấy thì mặt sau thì vẫn lộ tim lộ bên nội thất bên trong này, có chữ Epson này. Đấy, bên đây là có Made in Japan nha quý vị nhé. Đấy, bên này là các cái thông số máy, và đây là chống chống nước water resistant. Đây về B970084 KI F6T2 UAA0. Trong này thì có logo Orient rất là to ở bên phía bên trong, còn lắc lư được cái phần này. Bên ngoài thì cái viền mạ vàng rất là đẹp, quai thì màu nâu, và cái đầu đầu chuôi này thì có luôn ở mạ màu vàng và có logo của Orient. Đấy, các vị nhìn thấy rất là đẹp. Đấy, những cái đồng hồ mà có lộ tim gan như này thì rất là đẹp. Cái này thì giá niêm yết là khá là cao, tuy nhiên thì đợt này nó giảm giá, và mua hàng bên em về thì nó giảm còn mỗi cái sản phẩm này thì còn 4 triệu về Việt Nam nha quý vị nhé. Đấy, số này rất là đẹp, còn giá niêm yết của nó bên này thì nó đã hiện tại cái này giá sản phẩm niêm yết hiện tại của nó bên Nhật là đang còn 8 triệu 2 nha quý vị nhé. Tại Nhật chưa có vận chuyển về Việt Nam, tuy nhiên thì hiện tại nó đã có được giảm giá sale còn 4 triệu về Việt Nam thôi. Đây, giảm giá hơn một nửa, rất là rẻ, rất là đẹp. Đấy, quý vị có thể thấy nó hoạt động được, phần bên trong của nó thì nhìn rất là đẹp và nó không quá to, con này rất là đẹp. Em thấy là hợp với cái những người tay tầm kích thước chu vi 16. Đấy, 16 cm cầm vậy. Tay của em khá nhỏ tầm vậy. Đây là một cái sản phẩm, đây là một cái này cũng là cùng một mã như vậy. Có hai anh đặt cái sản phẩm này. Đấy, hộp nó như này, Orient. Để em sẽ bọc thêm một lớp hộp nữa và gửi về thôi. Nhưng của anh Thắng đây thì anh có gồm gồm luôn cả cái hai cái hộp thuốc chống đột quỵ kia nữa, thì em sẽ gửi về luôn nhanh và đóng vào một hộp chung nữa. Đây là hai sản phẩm của Orient nha quý vị nhé. Đấy, em sẽ mở một cái ra cho nó. Đấy, trong hộp thì nó có hai cái đầu quai dữ luôn rồi. Còn đây là và tiếp theo là sản phẩm Casio nha quý vị nhé. Mã của nó thì ở đấy, Casio Efficient. Con này thì có ghi luôn ở trên cái tem nó là chống nước 100 m. Con này thì dành cho những người có kích thước chu vi cổ tay to hơn một chút. Con này có size kích thước đường kính là 45 mm, khá là to so với tay của em. Thì cái quai nó nhìn chất lượng khá là ok, dẻo, tốt, màu đẹp. Và có ba cái đồng hồ con ở bên trong. Đấy, giây và phút. Và có ngày, ô ngày đây luôn. Cái này thì các cái đá đính ở các cái giờ và cái kim giây, kim phút thì đều có phản quang hết. Ban đêm thì rất là thuận lợi cho việc nhìn giờ vào ban đêm. Đây, em sẽ ấn thử lên cho quý vị xem. Đấy, con này thì kích thước nó 45 mm nên là gớm lên, đối với cái tay nhỏ như của em thì nhìn nó rất là to, to hơn cả cái tay luôn. Đấy, con này thì cái hộp và phụ kiện của nó thì cũng bao gồm các cái chứng nhận sử dụng với lại warranty bảo hành rồi hướng dẫn sử dụng của Casio Computer ở Shibuya Tokyo, Tokyo nha quý vị nhé. Các cái giấy tờ này thì làm ở Trung Quốc hết nhá. Đây nó có ghi là in tại Trung Quốc, printed ở Japan, in China. Thế còn cái đồng hồ thôi là của Japan thôi, còn các cái phụ kiện giấy là từ Trung Quốc sang hết. Nhìn rất là đẹp. Con này giá niêm yết tại Biết Phú về Việt Nam là 3 triệu nha quý vị nhé, hàng mới 100% nha quý vị nhé.
Sau này thì có ghi water resistance chống nước ở phía sau 13 tương đương 100 m. Đây có 54, 51 này và stainless đấy. Stainless steel, thép không gỉ nhé. Thì đối với đây là một sản phẩm quay da của Casio hàng Nhật và kích thước mặt lớn, cũng đồng nghĩa với cái việc là nhưng mà tuy nhiên thì được cái là nó giá nó hợp lý. 3 triệu về Việt Nam thì em thấy là rất là hợp lý cho một cái sản phẩm như vậy, 3 triệu 2 về Việt Nam. Đấy, thì trong tầm khung 3 triệu thì đây là một sản phẩm em thấy khá là ok, có thương hiệu của Casio lâu đời và cái ngoại hình khá là bắt mắt, có ba đồng hồ con trong và các cái kim giờ, kim phút cũng như các cái chân đá ở các cái giờ đều có bằng phản quang nên là rất là tiện cho xem giờ giấc. Đấy, thì em hôm nay xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú với cái đồng hồ, hai mã đồng hồ của Orient và Seiko. Một mã Orient đang giảm giá mạnh từ 8 triệu tư tại Nhật và còn 4 triệu về Việt Nam. Thì quý vị tranh thủ cơ hội, đây là dịp tuần lễ vàng của Nhật vào tháng 4, ấy, cuối tháng 4 đầu năm. Thì nhưng bên mình có nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên họ cũng có nghỉ cuối tháng 4 vậy. Thì dịp này thì là một cái dịp sale hàng rất là nhiều nên quý vị tranh thủ chọn cho mình một cái sản phẩm bên Việt Phú với giá ưu đãi, giá rất là rẻ về Việt Nam. Giá đây em bảo thì đã bao gồm cước vận chuyển về Việt Nam nha quý vị nhé. Đấy, em xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Việt Phú trong thời gian vừa qua. Và tuy rằng em ít đăng video hơn do cái thời gian làm việc cũng như cái điều kiện bây giờ dịch bệnh ở Nhật hiện tại đang rất là căng. Tuy nhiên thì hàng em vẫn nhận đều nha quý vị nhé. Thuốc rồi đồng hồ rồi các cái mỹ phẩm thứ em vẫn nhận đều gửi về Việt Nam đều. Thì tuy nhiên em không đăng hết lên kênh được. Nên xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ và hẹn gặp lại trong cái video lần sau em sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu đồng hồ hơn cho quý vị cùng tham khảo. Em xin chào, hẹn gặp lại.